Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Molo TV. Nếu như bây giờ chúng mình nhắc đến một trận đánh bi tráng và mãn nhãn, nhưng nó lại không đến từ một bộ phim điện ảnh mà lại đến từ một tập phim truyền hình, thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến cái tên nào nhỉ? Đúng rồi đấy, chúng mình đang muốn nhắc đến Game of Thrones mùa 8 tập 3. Đây là trận đại chiến tàn khốc nhất trong lịch sử phim truyền hình. Tại sao chúng mình lại có một nhận định như vậy nhỉ? Đều có lý do cả đấy. Ngay bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu thôi nào. The dead are already here. Đầu tiên là phải kể đến sự hợp lý trong việc chia binh chủng. Đã có rất nhiều bộ phim chiến trận mắc phải lỗi ngớ ngẩn, đó là để cho các nhân vật cứ thế ra sáp lá cả, đánh nhau tới chết mà không hề có một chiến thuật hợp lý nào. Tập phim này đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt chiến thuật so với trận Battle of the Bastards. Đầu phim thì nhóm kỵ binh Dothraki đã được đưa ra tham chiến trước, vì kỵ binh là lực lượng chuyên dùng để càn quét bộ binh, thọc sườn hoặc để thăm dò lực lượng, vì tính chất cơ động và có thể tiến và rút quân nhanh chóng. Điều xui xẻo nhất là không thể lường trước được sự đông đảo và sức mạnh của quân địch, nên đã để nhóm kỵ binh này bị tiêu diệt nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu không đưa kỵ binh ra sớm mà để quân Night King tràn đến thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng gậy ông đập lưng ông, vì bọn ngựa dễ dàng hoảng sợ mà tháo lui. Lúc ấy thì Night King sẽ còn dễ dàng dùng rồng băng để tiêu diệt quân địch gọn gẽ hơn. Tiếp đến là lực lượng bộ binh đông đảo, lực lượng chính để chiến đấu với đám thây ma là lớp phòng vệ thứ hai. Và rủ sẵn ngay sau bộ binh là lực lượng binh Unsullied, cầm thương kiên cường. Đặc điểm của nhóm binh cầm thương này là ngăn chặn cho kẻ tấn công quá gần, đủ để mở đường rút lui cho bộ binh và chuẩn bị cho các kế hoạch khác. Và có thể thấy ngay sau lớp binh cầm thương, đội Winterfell đã chuẩn bị sẵn một bức tường trông khổng lồ được đốt lửa, vì đây vốn là điểm yếu của bọn thây ma. Ngoài ra không thể kể đến nhóm cung thủ luôn bọc lót sẵn sàng trên bờ tường và hai con rồng tập kích trên không. Những tướng lĩnh giỏi nhất như Jaime, Brandy, Sir Davos và The Hound đều ở trong tường thành để điều binh và chuẩn bị tình huống xấu nhất nếu đám thây ma tràn vào. Đó cũng chính là một cách bài binh bố trận hợp lý và hiệu quả, khiến cho người xem cảm thấy cực kỳ phấn khích. Tuy nhiên là những khoảnh khắc chống trả của loài người chỉ kéo dài 15 phút đầu thôi, sau đó là sự tuyệt vọng bao trùm. Đó chính là sự thảm sát của bọn zombie. Quân số của đám thây ma vượt trội hơn hẳn, chúng không biết mệt, chúng cũng không biết sợ và sẵn sàng chết theo ý nguyện của chủ nhân. Đấy là chúng mình còn chưa kể đến khả năng hồi sinh người chết không giới hạn của Night King, nên khi càng nhiều quân phe ta chết thì đối thủ lại càng có nhiều quân lực hơn. Hàng ngàn con thây ma lao lên tấn công, tràn vào bức tường thành phá hủy từng lớp phòng thủ. Ngay cả trên mặt trận trên không, Night King cũng đã khắc chế được một lúc hai con rồng. Bạn tuyết ở đây không dùng để che mắt rồng mà là để che mắt người cưỡi nó, khiến cho Daenerys và Jon không phân biệt được đâu là quân ta, đâu là quân địch để điều khiển rồng tấn công được. Việc này đã khiến cho các kế hoạch tác chiến gần như bị phá hủy, mọi thứ chỉ là sự cầm hơi để chờ đợi cái kế hoạch dùng Bran làm mồi nhử để giết được Night King hiệu quả. Như chính trong trận Blackgate, đạo quân sót lại của Mirat Tirith đã cố thủ để câu giờ cho Frodo và Sam phá hủy được chiếc nhẫn. Cuối cùng thì các bạn có thắc mắc gì ở đoạn kết không? Đoạn kết lần này thì khá là bất ngờ, nhưng không phải là vô căn cứ đâu nhé. Khoảnh khắc Arya giết được Night King đã khiến cho nhiều fan cảm thấy cực kỳ bức xúc và cho rằng nó không hề xứng tầm với một phản diện như hắn. Nhưng nếu xét lại tình thế lúc này thì hoàn toàn khác đi nhá. Cách để quân người chiến thắng duy nhất đó là giết được Night King. Những tướng kỳ cựu như Jaime, Jon đều đang bị bọn xác sống bủa vây bên ngoài, không thể đến được chỗ Bran. Còn Arya vốn là một sát thủ đa diện với khả năng di chuyển cực kỳ nhanh gọn và im lặng đã tạo nên yếu tố bất ngờ cho bộ phim. Night King là một kẻ rất mạnh, mình cũng đồng ý với điều đó. Nhưng trước giờ hắn rất ít cận chiến, đa phần là hắn đều dùng phép thuật để hồi sinh người chết, đứng từ xa phóng lao. Nhắc lại cho các bạn nhớ này, ngay cả khi Jon lao đến hắn thì hắn cũng hạn chế tối đa việc cận chiến mà để cho bọn xác sống thay mình xử lý. Do đó, việc một sát thủ được đào tạo để giết người, một nhát một mạng như Arya lại vô tình trở thành điểm yếu chết người của hắn. Chưa kể là hắn còn cảm nhận rõ khi Arya tới và bóc cổ cô, nhưng điều khiến hắn thua đó là chủ quan thôi. Ở đây thì chúng mình có thể lấy cảnh The Witch King trong The Lord of the Rings để so sánh với đoạn này. Một tên phù thủy, chiến binh lẫy lừng khắp trung địa bị giết bởi một cậu hobbit và một cô gái hoàn toàn bình thường lần đầu bước ra trận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, kẻ hùng mạnh đến mấy dù một phút chủ quan cũng có thể bị giết chết một cách đơn giản mà thôi. Gần 60 phút của phim chỉ để miêu tả một trận đánh quả là điều hiếm thấy trên màn nhỏ trước đây. Một trận đánh mang tính chiến thuật cao, nút thắt bất ngờ và đặc biệt là khắc họa một sự kinh hoàng khi đối diện với thế lực ma quỷ vượt trội hơn con người. Đây có thể là một trận đánh hiếm hoi, dù biết được kết thúc nhưng mỗi khi coi lại thì vẫn cảm thấy rùng mình và dành lời thán phục cho đội ngũ làm phim.
Điểm trừ duy nhất trong tập này chỉ có thể nói đến phần ánh sáng quá tăm tối lại diễn ra ở ban đêm nên rất khó có thể theo dõi được diễn biến. Và đó là một số ý kiến của chúng mình về trận đại chiến tàn khốc nhất trong lịch sử phim truyền hình Game of Thrones mùa 8 tập thứ 3. Hãy cùng theo dõi những tập tiếp theo và ủng hộ Molo TV ở những clip sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À mà các bạn cũng đừng quên like cũng như subscribe channel của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!